Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học và đặt mua đá thạch anh và phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và hôm nay, như thường lệ, thứ bảy sẽ là trải bài dự đoán tuần mới, ngày tháng cụ thể mình để ở phần tiêu đề. Rồi, đầu tiên hôm nay thì mình sẽ cho các bạn chọn tụ bằng 3 lá bài tarot. Các bạn có thể chọn tụ theo sở thích của bạn với từng lá hoặc là theo trực giác đối với thông điệp của từng lá. Hoặc là có thể tua video, chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn. Tụ 1 chúng mình có wow, vua kiếm. Vua kiếm này, hoàng đế này và ảo thuật gia. Ok, cả ba tụ trong ngày hôm nay, cái năng lượng hiện tại, năng lượng trong khoảng thời gian tới của các bạn rất là nam tính. Cả ba lá bài này đều sặc mùi nam tính. Đấy, thì nó là năng lượng chung của cả ba. Với tụ 1 nhá, thì phải nói là cái khả năng về trí não, về đầu óc của bạn trong khoảng thời gian tới, không nhất thiết là trong tuần tới đâu, trong khoảng thời gian tới 1 đến 2 tháng tới, nó gần như là đạt trình độ cao nhất vậy ạ. Thì nên là mình khuyên là các bạn tụ 1 hãy tranh thủ cái khoảng thời gian tới để làm tất cả những việc mà cần đầu óc, cần dùng não. Đấy, nhưng mà đồng thời điều các bạn cần lưu ý là các bạn sẽ có xu hướng gay gắt và khắt khe hơn với những người xung quanh. Cẩn thận cái xu hướng này mà dẫn đến cái việc các bạn làm tổn thương những người xung quanh bằng cái sự sắc sảo đấy của mình. Nhưng mà nói chung là bạn đang về đầu óc, về lời nói, về giao tiếp đang rất tốt. Đang rất tốt nhưng mà cũng rất là độc mồm, độc miệng. Tụ 2 chúng mình có lá hoàng đế thì mình thấy có cái sự, có thể là bạn nhận được phước lành từ cấp trên, từ lãnh đạo, từ vua cha, từ một người mang hình tượng người vua trong cuộc đời bạn đấy, hoặc chính bản thân bạn sẽ có được cái sự thăng tiến, chính bạn trở thành vua. Thật ra thì tất cả chúng ta đều nên trở thành vua trong cái thế giới nhỏ của chúng ta. Và nếu mà bạn muốn được người khác đối xử như một ông vua thì bạn phải tự coi mình là vua trước đã. Đấy, thì đấy là tốt hay không tốt? Quá tốt. Nếu như tụ 1 là cái khả năng cao nhất của trí não thì tụ 2 là khả năng cao nhất của địa vị, của công danh, của tự tôn, tự hào, lòng tự trọng. Và tụ 3 chúng mình có ảo thuật gia là sự chủ động nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống, thậm chí là chủ động tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình. Thì năng lượng của cả ba tụ trong thời gian tới đều thiên về nam tính, hành động mà. Đấy, thì nên các bạn hãy tranh thủ năng lượng này để làm, để hành động, để nắm bắt cơ hội đi. Rồi, thì các bạn chọn tụ nha. Thì bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là còn một điều nữa về tụ 3. Thôi tí nữa mình sẽ nói. Bạn nào chọn tụ 3 tí mình sẽ nói. Rồi bây giờ mình xin phép vào tụ 1 luôn. Rồi xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn lá bài vua kiếm. Và như mình nói trong khoảng thời gian tới là trí lực của các bạn lên đến mức cao nhất. Khả năng giao tiếp, khả năng ăn nói. Nhưng nếu bạn nào mà không vận dụng đúng, tận dụng đúng thì có thể trở thành một cái người sắc sảo, không phải sắc sảo đã tốt, độc mồm độc miệng, cay độc cay nghiệt. Hãy chú ý những lời bạn nói ra. Sự phê bình và chỉ trích của bạn có thể khiến cho người khác tổn thương và đem đến khổng nghiệp cho bạn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ rút trải bài tuần. Rồi, trải bài này
Trễ mình thấy sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là 2 ngày đầu, thứ hai và thứ ba. Phần tiếp theo là thứ tư và thứ năm, và cuối cùng là 3 ngày cuối tuần. Thế thì trong 2 ngày đầu tiên, thứ hai và thứ ba, chúng mình có cổng tò vò với trái tim. Hai cái lá bài này cho thấy là sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến khía cạnh tình cảm, cảm xúc, chữa lành tổn thương trái tim, bla 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 bla. Thế nên á, là bạn nào mà đang muốn tỏ tình crush, đang muốn cầu hôn, đang muốn có những cái bước tiến mới trong khía cạnh tình cảm, cảm xúc, thì hãy thực hiện trong 2 ngày thứ hai, thứ ba, khả năng rất cao được chấp nhận, được nhận lời đấy, hoặc là rủ rủ crush đi chơi chẳng hạn. Thế thì bây giờ trong trường hợp là bạn đang độc thân, bạn không có nhu cầu yêu đương gì cả, hoặc là bạn đang có đối tượng rồi, ok, bạn có thể cải thiện mối quan hệ với đối phương, hoặc bạn muốn bạn mình phải hiểu rộng ra nhé, không nhất thiết là tình yêu đương lãng mạn đôi lứa, mà chỉ đơn giản nó tốt cho khía cạnh nhân duyên con người đó. Thế thì bạn muốn làm lành với ai đấy, muốn nói lời xin lỗi với ai đấy, thì bạn nói vào 2 ngày thứ hai, thứ ba, khả năng được đồng ý sẽ cao hơn là những ngày còn lại. Hoặc là bạn đang nhận được cái sự yêu mến từ những người xung quanh, thì bạn có thể sắp đặt một cái buổi phỏng vấn trong 2 ngày thứ hai và thứ ba. Hoặc là bạn đi có một cái buổi họp mặt với khách hàng, gặp mặt khách hàng, bạn đang muốn được khách hàng yêu mến thì khách hàng đồng ý ký hợp đồng quan trọng của bạn, của công ty bạn. Sắp xếp gặp mặt vào 2 ngày thứ hai, thứ ba. Bạn muốn đề nghị sếp tăng lương, bạn cũng có thể vận dụng vào 2 ngày thứ tận dụng cái năng lượng của ngày thứ hai và thứ ba. Vậy thôi. Rồi biết thế. Và tránh cho mình 2 ngày thứ tư và thứ năm. Trong 2 cái ngày này, khả năng thất bại của những gì bạn làm là sẽ rất cao, thậm chí là những kế hoạch có sẵn trong 2 ngày này cũng khả năng cao là thất bại, mà lý do là do về vấn đề sức khỏe. Mà sức khỏe ở đây thì không nhất thiết là sức khỏe, không chỉ là sức khỏe cơ thể mà gồm cả sức khỏe tinh thần cũng không tốt. Tóm lại là kế hoạch đổ bể, mục tiêu không đạt được vì sức khỏe trong 2 ngày thứ tư, thứ năm đấy. Tóm lại là cái gì quan trọng ra hết cho mình vào ngày thứ hai, thứ ba, hoặc 3 ngày cuối tuần, 6, 7 chủ nhật. Thế thì 3 ngày cuối tuần, 6, 7 chủ nhật cũng rất là tốt. Bạn sẽ đạt được một cái thành tựu, thành công nào đó. Nó không phải là thành công cuối cùng, nhưng mà để đủ để cho bạn thấy là bạn đang trên đà thành công. Đấy, ví dụ như là bạn, cái kỳ thi quan trọng nhất của bạn là kỳ thi đại học, thì bây giờ bạn được điểm rất là cao trong kỳ thi học kỳ thi thử, đủ để bạn biết là à, mình đang đi đúng hướng. Ngoài ra nhé, thì quý nhân trong cái thành công bạn đạt được trong 3 ngày cuối tuần sẽ là một nam nhân lớn tuổi, nam nhân già dặn lớn tuổi. Tóm lại là tuần này của các bạn chỉ cần lưu ý tránh ngày thứ tư và thứ năm thôi, và giữ gìn sức khỏe trong 2 ngày này. Đấy, còn những ngày còn lại đều là những ngày thuận lợi. Và đặc biệt là hãy tận dụng năng lượng tích cực từ 2 ngày thứ hai và thứ ba, 2 ngày đầu tuần. Và thêm một điều nữa, đó là năng lượng chung của cả giai đoạn nhé, không nhất thiết là tuần là vua kiếm, chí lực rất mạnh. Tận dụng não bộ đi, tận dụng khả năng ăn nói, giao tiếp đi. Tận dụng cho điều tốt, đừng tận dụng để chửi bới người khác. Bạn mà chửi ai trong giai đoạn này nha, là người ta sẽ nhớ, sẽ thấm thía từng câu nói, từng câu chữ của bạn. Lời bạn nói ra sẽ mang tính sát thương rất cao. Thì đó là trải bài của các bạn tụng 1. Ok, thế mình xin phép được dừng trải bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn lá bài Hoàng đế, và như đã nói ở phần mở đầu, đấy là trong giai đoạn này không nhất thiết là tuần này các bạn có thể có sự thăng tiến, hoặc là các bạn có tin vui liên quan đến cha, đến những người mang hình tượng người cha, người vua trong cuộc đời của các bạn, hoặc bản thân các bạn lên làm vua. Tuy nhiên các bạn biết mà, chơi với vua hoặc trở thành vua thì nó cũng có những cái phiền hà nhất định. Chơi với vua thì không cẩn thận là bị xử trảm. Chơi với vua như là đùa với hổ vậy. Ngoài ra nếu bản thân các bạn trở thành vua thì tức là trách nhiệm cực kỳ nặng nề nha, nhớ nha, trách nhiệm cực kỳ nặng nề. Đội được cái vương miện của vua không hề nhẹ tí nào.
Rồi, sẽ có sự kiện xấu, sự kiện tốt. Đầu tiên là trong 2 ngày đầu tuần nhé, mình không nên ra quyết định quan trọng, không nên khởi hành trong 2 ngày này. Và điều ước có thể không được thành hiện thực, kế hoạch bị đổ bể, kế hoạch cũ, điều ước cũ bị đổ bể, đổ vỡ trong 2 ngày đầu tuần. Nhưng mà bạn đồng thời cũng có cái lá bài quyền trượng, tức là bạn vẫn đang nhận được sự bảo vệ của vũ trụ. Thành ra là khi mà xảy ra cái việc không hay ấy, thì mình đừng quá lo lắng, hãy tin rằng là vũ trụ sẽ giúp đỡ để bạn tìm ra hướng giải quyết. Có thể là thứ hai gặp chuyện thì thứ ba tìm ra hướng giải quyết. Đấy, chỉ biết là bạn cần phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo như một ông vua. Ngày thứ tư thì sẽ có tin vui liên quan đến chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm đôi lứa, tin vui nho nhỏ thôi. Rồi, rồi tiếp theo là 2 ngày thứ năm với thứ sáu thì bạn sẽ có phiền lòng liên quan đến gia đình, hoặc là bạn phiền rằng gia đình, trong gia đình có một thành viên trong gia đình tìm cách hãm hại bạn, hoặc là có người ngoài tìm cách hãm hại gia đình. Đấy, và bạn sẽ bị phiền lòng với cái đấy. Người trong gia đình tìm cách làm gì đấy, không có nhất thiết là hãm hại mà chống đối, chống phá, cản trở bạn. Và người hoặc là người ngoài tìm cách cản trở gia đình mình. Đấy, thường chúng ta nghĩ người trong gia đình cũng phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, ủng hộ nhau. Đấy chỉ là lý thuyết thôi. Mình tin chắc là rất nhiều bạn đang nghe đến đoạn này sẽ hiểu là không phải lúc nào gia đình cũng là gia đình theo lý thuyết. Thì có những thứ ta phải chấp nhận. Ta phải chấp nhận thôi, đó là một phần nghiệp quả của mỗi chúng ta. Tiếp theo là 2 ngày cuối tuần thì mọi thứ lại tốt trở lại, đó là bạn sẽ tìm là thấy lại được niềm vui trong 2 tuần, à trong 2 ngày này, và sẽ có những một số cái sự kiện mang tính đông vui, tích cực, phấn khởi, phấn khích. Có thể là đi du lịch, tiệc tùng liên hoan, buổi họp mặt. Đấy, bất cứ sự kiện nào, hoặc đi chơi. Nhưng sự kiện nào thì bạn cũng tận hưởng 2 ngày cuối tuần này. Đấy, thì như mình đã nói là năng lượng của vua mang đến cho bạn sự tự tin, địa vị, công danh, đồng thời nó cũng đem đến sự nặng nề của trách nhiệm. Nên mình cũng thấy trải bài này nó hơi nặng nề một chút. Có những thứ khiến cho bạn phiền lòng, có những thứ bị nó khiến cho bạn cái tâm trạng của bạn bị trùng xuống. Nhưng mà đây không phải cái thời điểm để bạn chơi, à, không phải chơi, không phải thời điểm để bạn thư giãn, để bạn buông. Bạn đang là vua, bạn đang ở vị thế vua. Vua đâu thể bảo ô tôi mệt quá thôi tôi không làm việc nước nữa đâu. Không. Mang trên mình gánh vác trọng trách lớn như thế nên bạn phải cố gắng đến cùng. Mặc dù là chuyện đầu tuần xảy ra chuyện không như ý này, rồi giữa tuần gặp chuyện gia đình nhưng bạn vẫn phải mạnh mẽ để vượt qua. Rồi thì đó là trải bài của các bạn tụ hai. Ok, thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Rồi xin chào tất cả các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn lá bài ảo thuật gia và như mình đã nói ở phần mở đầu đấy là các bạn sẽ có năng lượng của sự chủ động nắm bắt và chủ động tạo ra cơ hội cho bản thân. Thế là điều tốt. Ngoài ra thì lá bài này còn nói về việc một người giỏi kiến thức chuyên môn họ làm, giỏi chuyên môn trong công việc của họ. Thế nên có thể đây là cái khoảng thời gian để bạn tập trung cải thiện kiến thức của mình, hoặc là có cơ hội để bạn tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, hoặc là theo đuổi một cái bằng cấp chứng chỉ nào đấy để cải thiện chuyên môn của mình. Thì nếu có cơ hội như thế hãy tham gia, hãy làm nha, không chần chừ chi hết. Kể cả khi không có cơ hội thì mình nói rồi, chủ động tạo ra cơ hội để đi học, chủ động tạo ra cơ hội học tập. Tiền, vật chất, tài chính. Wow, cái trải bài này hơi Sukana.
này hơi ý ẹ một chút ấy. Nhưng mà nó là thế này, nó ý ẹ nhưng mà nó vẫn ở trong cái khả năng kiểm soát của bạn, bởi vì cái năng lượng của trải bài tuần mình thấy nó vẫn nhỏ hơn cái năng lượng của trải bài của lá bài ảo thuật ra, tức là nó là nhiều vấn đề nho nhỏ gộp lại trong tuần, nên thành ra nó hơi khó chịu một chút, bởi vì từ đầu tuần đến cuối tuần đều gặp những cái vấn đề mà mình không không hài lòng, vấn đề mình không vui. Thế thì ngoài cái ngày thứ hai và thứ năm, ngoài ngày thứ năm ra, thứ tư thứ năm ra thì chắc là những ngày còn lại hơi xấu. Trong 2 ngày đầu tuần nhé, ngay trong 2 ngày đầu tuần thì sẽ có mất mát nhỏ liên quan đến tiền bạc, vật chất, tài chính. Trong 2 ngày đầu tuần, mất mát nhỏ, vật chất, tài chính. Và bạn khá là buồn về cái sự mất mát này. Tuy nhiên là ngay sau đấy, ngay trong ngày thứ tư, thứ năm thì sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống. Ví dụ là bạn mất, buồn cười lắm, bạn mất xe đi trong 2 ngày đầu tuần. Thì trong 2 ngày tiếp theo bạn trúng thưởng một cái xe mới. Nó là như thế. Cái mà bạn vừa mất, bạn nhận được lại ngay lập tức và theo cái kiểu từ trên trời rơi xuống. Nhưng cái được này, cái tiền từ trên trời rơi xuống này nó sẽ đi kèm với một cái sự hiểu lầm với ai đấy. Nó sẽ đi kèm với xung đột mâu thuẫn nhỏ với một ai đấy. Đấy. Tóm lại là nó nhiều sự kiện, mặc dù đến cuối là huề vốn. Nhưng phải bỏ thêm một số, bị lỗ thêm một cái khoản là xung đột nhỏ với ai đấy. Và chú ý cho mình trong 3 ngày cuối tuần. Trong 3 ngày cuối tuần nhá. Là bạn sẽ biết được, có thể bằng vô tình hay là như thế nào đấy, mà bạn biết được là rằng có người đang tìm cách hãm hại sau lưng bạn, có người đang muốn chơi xấu sau lưng bạn. Thì lời khuyên là chúng mình hiện giờ thì họ chưa làm gì đâu, mình thấy bạn may mắn nhá, bạn may mắn biết được cái điều này, thì lời khuyên đấy là hãy dè chừng để mắt đến họ, đừng có chủ quan. Đừng chủ quan, đừng nghĩ rằng là ok, có thể là họ không đủ giỏi bằng bạn nên những gì họ làm chỉ là như kiểu kiến cắn thôi, nhưng mà tốt nhất vẫn nên, thế kể cả khi là kiến cắn, nếu mà bạn không sơ cứu và bạn không xử lý vết thương tốt thì vết kiến cắn đấy nó cũng có thể trở thành vết độc lan ra khắp cơ thể chẳng hạn. Đấy. Một số bạn nó không phải là xung đột người với người mà nó là một cái bệnh tật nhỏ gì đấy thì cũng không được chủ quan. Tóm lại là 2 điều quan trọng cần lưu ý trong tuần, đấy là mất mát đầu tuần, nhưng mà mất mát tài chính, mất mát vật chất này rồi ngay lập tức bạn sẽ có lại thôi mà. Nên nên thôi nhá, coi như là hồi vốn, không không cần phải lưu ý điều gì, cái gì đến thì nó sẽ đến, nó chỉ hơi buồn cười một chút thôi. Cái điều quan trọng cần phải lưu ý đó là trong 3 ngày cuối tuần, hoặc là bệnh tật này, hoặc là tiểu nhân này, thì đừng chủ quan. Bạn chưa cần phải hành động, bài chưa có nói là bạn làm gì theo kiểu bạn bạn đối mặt với họ, đối diện với họ, nhưng mà bạn vẫn cần phải quan sát và theo dõi. Đấy, chủ động quan sát và theo dõi. Rồi. Thì đó là trải bài của các bạn tụ 3. Một số cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Nhưng mà mình nghĩ là tất cả mọi thứ cũng đều nằm trong khả năng của bạn thôi. Vì bây giờ năng lượng của bạn đang là ảo thuật ra. Thì bạn sẽ biết phải làm gì cho những cái vấn đề bạn gặp trong tuần này và trong cái giai đoạn này. Ok, thì đấy là trải bài các bạn tụ 3. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Thank you.